Quang Linh Vlog công khai người đặc biệt, gắn bó như hình với bóng, liệu ai đó có ghen? Duyên số may mắn gặp được Quang Linh Vlog từ một cậu bé thiếu ăn, thiếu mặc, lối con hiện đã có cuộc sống hoàn toàn sang trang. Không chỉ lo ăn, lo mặc, nam YouTuber hiện cũng coi lô con như con trai của mình và thường xuyên dạy dỗ cậu bé mọi điều. Từ khi sang châu Phi và bắt đầu hành trình của mình tại đây, người gắn bó bên cạnh Quang Linh không chỉ có các anh em châu Phi mà còn một người vô cùng đặc biệt, đó là nhóc tì lôi con. Thường xuyên xuất hiện trong những video của Quang Linh, lôi con trở thành nhân vật nổi tiếng trên mạng xã hội Việt Nam. Kể từ khi gặp nam YouTuber, cậu bé này đã thay đổi một cách chóng mặt, nhất là khu tờ trang khi ngày càng bảnh trai, trông đẹp trai nhất bản. Trước đây gia đình lôi con rất khó khăn, cơm ăn còn chẳng no chứ đừng nói đến việc mặc ấm hay mặc đẹp. Khi lần đầu gặp Quang Linh Vlog, lôi con xuất hiện với hình ảnh cậu bé ốm yếu trong bộ đồ rách từng lỗ, khiến nhiều người vô cùng xót xa. Nhìn lại khoảnh khắc ngày xưa ấy, dân tình không khỏi chạnh lòng. Thế nhưng từ khi tìm Quang Linh đến đây, cuộc sống cậu bé này thay đổi đến ngỡ ngàng. Trong số những em bé tại bản, Quang Linh Vlog dành một tình cảm đặc biệt cho lôi con. Cậu bé thường xuyên được xuất hiện bên Tem Quang Linh và cũng được mọi người cho ăn ngon. Dường như vì vậy nên cậu bé ngày càng khỏe mạnh, năng động và bảnh trai. Đồng thời, lôi con cũng được Quang Linh sắm cho những bộ đồ đẹp, phong cách. Không đơn giản là đồ lành lặn mà những bộ đồ này còn có gu thời trang nhất định. Nhiều người phải trầm trồ trước sự chịu chi, chiều chuộng mà Tem Quang Linh dành cho cậu bé châu Phi này. Không chỉ lo ăn, lo mặc ấm đầy đủ, giờ đây lôi con như đứa con cưng của Quang Linh, lúc nào cũng được anh bao bọc, chiều chuộng, dạy dỗ cẩn thận. Mỗi khi lôi con làm trai, Quang Linh đều dạy dỗ. Cậu bé cũng thường xuyên đi theo sau Quang Linh mỗi khi anh làm việc, khiến nhiều fan thích thú gọi với cái tên, cái đuôi của Quang Linh. Cũng nhờ nam YouTuber mà lôi con còn nghe hiểu và nói được tiếng Việt, đồng thời bé cũng ngoan ngoãn và biết điều hơn. Những điều mà Quang Linh làm cho lôi con không thể kể hết khi anh chăm sóc mọi thứ từ bữa ăn, giấc ngủ, trang phục đến cả vui chơi. Nhờ có Quang Linh, tuổi thơ lôi con giờ đây thêm phần ý nghĩa. Mong rằng với sự bao bọc này, cậu bé sẽ được lớn lên một cách khỏe mạnh, bình an. Và mong đúng như những điều mà mẹ lôi con mong muốn, cậu bé sẽ trở nên giỏi giang như Quang Linh hiện tại. Không riêng lôi con mà nhiều đứa trẻ và bà con châu Phi khác đã và được Quang Linh giúp đỡ. Anh hỗ trợ về mọi mặt từ thức ăn, gạo đến công việc. Chàng trai xứ Nghệ luôn đau đáu suy nghĩ làm thế nào để giúp đỡ cho cuộc sống của bà con nơi đây bớt khổ. Những việc làm của anh được thực hiện từ cái tâm của mình nên nhận về sự quý trọng của bà con châu Phi. Đồng thời, việc làm của anh cũng đã lan tỏa những giá trị rất tích cực. Sắp tới, Quang Linh Vlog còn dự định sẽ đưa lôi con về Việt Nam để cậu bé được ăn Tết tại đây. Tuy nhiên, vì giấy tờ chưa hoàn thành kịp, thế nhưng nhóc tì đành phải hẹn lại một dịp khác. Được biết, số tiền mà Quang Linh bỏ ra để lo liệu giấy tờ cho lôi con và anh em tại châu Phi không hề nhỏ. Không những vậy, Quang Linh Vlog còn làm giấy tờ tùy thân cho lôi con. Vừa qua, cậu bé đã chính thức có chứng minh thư riêng của mình. Trước khi gặp Quang Linh, lôi con và bố mẹ sống trong một căn nhà nhỏ lụp xụp xây lên từ đất. Vật dụng trong nhà không có gì đáng giá, cũng không có giấy khai sinh hay giấy tờ tùy thân. Chính nhờ sự giúp đỡ của Quang Linh và Tem, cuộc sống của em cùng gia đình đã vơi bớt khó khăn. Từ cậu bé nhút nhát, lôi con của hiện tại đã hoạt bát, nghịch ngợm hơn rất nhiều. Hiện tại, người hâm mộ rất mong chờ ngày Quang Linh Vlog về Việt Nam. Trong buổi livestream thứ hai để gây quỹ từ thiện xây trường cho trẻ em vùng cao cùng Thủy Tiên, nàng hậu cho biết sẽ đợi Tem Quang Linh về Việt Nam rồi cùng nhau đi khảo sát các điểm xây trường. Tuy nhiên, Quang Linh Vlog sau đó bất ngờ thông báo cho biết sẽ không thể về Việt Nam vào dịp Tết sắp tới vì còn bận nhiều dự án tại Angola. Thay vào đó, anh Tiến Nguyễn, thành viên Team Châu Phi, sẽ thay Quang Linh cùng Thủy Tiên đi khảo sát và lên kế hoạch thực hiện dự án.